Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Bữa nay có vẻ hơi bất ổn rồi. Tình hình là một đêm trăng máu đang diễn ra nên mình không thể nào ngủ được. Căng thẳng rồi. Nhưng mà tạm thời trước mắt thì mình sẽ tiến hành nâng cấp cây gậy phép của mình. Tại vì mình đã luyện cho nó đủ để nâng lên cấp Advanced rồi. Đồng thời găng tay cũng vậy. Giờ thì mình sẽ lấy sách nâng cấp đó. Đầu tiên là một quyển nâng cấp lên Advanced nè. Thứ hai là một quyển nâng cấp lên Master. Mình còn đúng một quyển duy nhất luôn á. Đầu tư thôi. Phải đầu tư thì găng tay của mình mới mạnh lên được. Găng tay lên Master nè. Bụm. Thế là nó đã đổi thành màu vàng rồi. Rất là đẹp luôn á. Gậy phép lên Advanced. Bụm. Vậy là còn một cấp nữa thôi. Thì mình sẽ có được thêm một cây gậy master nữa rồi. Mình phải gán luyện cây gậy này thêm mới được. Vậy là hôm nay chúng ta đã có hai cái món đồ phép thuật nâng cấp mới rồi ha. Và cái găng tay nâng cấp mình cảm giác nó cực kỳ đẹp đã luôn á. Bây giờ thì mình đã có thể ép những phép master vô trong cái găng tay rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đầu tư vào nơi ở ha. Hôm nay thì mình ở cái căn nhà dưới đất này cũng một thời gian rồi ha. Nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ lên mặt đất mà sống. Và mình sẽ làm một cái căn biệt thự luôn. Nhưng mà căn biệt thự này hơi lạ một xíu là mình sẽ xây nó ở gần gần cái hồ đó đó. Mà không phải mình xây đâu. Mình chỉ cần chế tạo một thứ thì nó sẽ giúp mình tự động xây luôn. Mình không cần phải động tay động chân gì hết á. Rất là tiện lợi. Và trước tiên thì mình cần phải chuẩn bị đá. Để mình làm ra những cái cục đá phiên bản xịn sò hơn nè. Rồi từ những cục đá này thì mình sẽ cần có thêm lò nung nè. Lò nung trong đây. Mình có chuẩn bị đồ đạc các thứ rồi. Lò nung ha. Cần 3 cái lò nung. 2. 3 cái lò nung nè. Rồi thêm 3 cái bàn chế tạo. Và 3 cái đồng hồ nữa. Đồng hồ thì cần có vàng. Cũng như là redstone ha. Ui. Chết rồi. Thiếu redstone rồi. Trời ơi. Có vậy. Mình thiếu hết một redstone rồi. Ủa, ở dưới có redstone kìa. Nhưng mà nó có cái lồng spawn. Bắt buộc phải chiến đấu để lấy cái redstone đó rồi. Rồi đợi cho quái nó xuất hiện đi. Zombie hả? Được. Quân đoàn zombie của ta xuất hiện đi. Chiến. Đúng rồi. Giờ cho zombie tự xử nhau. Mình xuống mình lấy redstone ha. Ý, lấy cúp mới được. Rồi xong. Ui, nguy hiểm chưa? Trời, nó quýnh mình cái. Sao bị chúng độc quá trời vậy? Chúng nghe con nhìn độc hay sao á? Rồi zombie tự xử nha. Mình đi lên trước rồi đó. Dưới này nguy hiểm quá. Rồi có redstone rồi. Quá đã luôn ha. Giờ thì làm nốt cái đồng hồ cuối cùng nè. Sau đó thì chuẩn bị củi cho cái căn nhà thôi. Mình sẽ cần cỡ 9 cái củi này á. Mình sẽ làm thêm một ít nữa. Làm thêm 4 cái. Là đủ 9 rồi nè. Giờ thì chúng ta sẽ làm ra những cái nhà khởi đầu. 3 cái và kết hợp 3 cái nhà khởi đầu sẽ được một cái biệt thự ha. Rất là đã luôn. Giờ thì cất vô đây trước. Bữa nay là lên đời luôn. Pháp sư nhưng mà ở trong biệt thự nha. Hơi bị đã. Và phía bên ngoài thì nó hơi nhiều quái một xíu. Tại vì nay là một đêm trăng máu á. Nên ra ngoài chắc chắn là mình sẽ bị làm phiền rồi. Giờ dọn được bao nhiêu con thì dọn á. Cho nó đỡ quấy rầy bớt mình. Đó, golem các thứ bắn bớt nè. Chắc mình phải kêu cái đội quân zombie mình ra mới được. Ui nó chạy vô nhà mình. Ui nó chạy vô nhà rồi. Đi chỗ khác đi. Ui. Đi vô khác mà chơi. Đói chưa. Đêm trăng máu gần nhà mình đúng nhiều quái luôn á. Ui Creeper. Trời ơi con Creeper này. A few moments later. Trời sáng rồi. Giờ đỡ quái rồi ha. Còn có vài con từ đêm trước thôi. Mình dọn cái là xong rồi. Đi vô khác mà chơi. Láo tét. Ui con này trâu thế. Ui vẫn còn một vài con khá là trâu từ hôm qua tới bây giờ vẫn còn sống nè. Vẫn là con golem này. Sống dài vậy. Đi chỗ khác mà chơi đi.
mệt mỏi. Nhà mình thành địa bàn có mấy con zombie luôn rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đặt cái biệt thự mình xuống á. Mình sẽ đặt nó đâu đó ngay đây nè, để mình review thử nha. Mình sẽ được chọn mẫu biệt thự luôn. Chắc mình sẽ lấy cái biệt thự này đi. Cái máy nhìn nó cũng tạm thôi á. Mệt ra nó là nhà lầu á. Review thử. Đấy đấy. Ui dồi, nó to nè. Vậy chắc mình dời lại đây xíu đấy nhở. Dời đây, lại đây xíu là đẹp nè. Hợp lý xây thôi. Ta da. Vậy là mình đã có cái biệt thự rồi. Ui. Hình như nó hơi thấp thì phải. Hình như nó hơi thấp rồi. Nó hơi thấp so với mặt nước rồi. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu ha. Cái này thì từ từ mình lắp nước lại chắc cũng được. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái biệt thự rồi ha. Quá là đã luôn. Có lầu luôn nè. Cái này thì mình dự định làm cái biệt thự sẽ dời cái chỗ ấp trứng rồng vô trong nhà. Tại vì mình không muốn ấp trứng rồng ở bên ngoài đâu. Các bạn cũng thấy rồi đấy, ban đêm nó rất là nguy hiểm ha. Nên việc mình dời ấp máy ấp trứng rồng vô trong nhà là quá là hợp lý luôn á. Coi thử ở trên tầng cao nhất nó sẽ có gì nè. Nó còn một lầu nữa. Ồ, trên này nhiều khi mình làm cái chỗ làm phép cũng ok này. Quá đã luôn á. Một căn nhà rất là cao và rộng luôn. Ok đấy, ok đấy. Tốn thì ít nguyên vật liệu mà được cái nhà quá trời ưng rồi. Trong này là kho nè, cái giường ngủ. Ok. Giờ thì chắc mình sẽ làm tiếp công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Đó chính là mình sẽ đi ấp trứng rồng ha. Hôm qua thì mình tìm được tới tận 3 trứng rồng mới lận. Nhưng mà mình chỉ có 2 cái máy ấp trứng rồng thôi. Nên mình sẽ chọn 2 trong 3 trứng ha. À, coi nào. Mình nghĩ mình sẽ ấp 2 trứng rồng này. Một là trứng rồng cầu vồng. Hai là trứng rồng xương. Chọn 2 cái trứng rồng có sừng đi. Trứng rồng này chưa có sừng nên mình để bữa sau mình ấp tiếp ha. Bữa sau mình ấp chung với một loại trứng rồng khác. Biết đâu nay mình lại gặp thêm một loại trứng rồng mới thì sao. Giờ thì cho vô trong đây. Đấy. Bên này thì trứng rồng bon canapper. Xong, giờ thì chờ đợi thôi. Và mình sẽ làm thêm một cái công chuyện phụ nữa. Đó chính là học thêm phép. Mình vừa mới phát hiện ra là khi mà mình chế tạo sách phép thì mình sẽ có một cái xác suất rất là nhỏ luôn. Mình được những cái cuốn sách cổ xưa, sách phép cổ xưa á. Và nó sẽ có hình dạng khá là lạ luôn á. Nó cái màu nó hơi nhợt nhợt một xíu và cái tên của nó cũng khác nè. Thường thường đây là sách phép đúng không? Nhưng mà cái này nó gọi là sách phép cổ xưa ha. Ui dồi ôi, cái này là phép thuật cổ xưa đó. Không biết là nó sẽ xịn hơn hay là nó có công năng đặc dị gì khác hay không á. Cái này thì phải ép vô và test thử mới biết được. Và cái găng tay mình mới lên master đúng không nhờ. Phải ép phép cổ xưa vô test thử mới được á. Master hả? Test luôn. Xong. Mình đã kiểu như là học phép xong rồi. Ủa sao còn một quyển sách đây ta? Quên hồi nãy mình cho có 3 quyển à. Quên. Đây quyển thứ 4 học hết luôn đi. Rồi và coi thử coi cái quyển sách cổ xưa nó nằm ở đâu ta. Mình sẽ lấy ra để một xíu mình coi công dụng của nó là gì ha. Tại vì sách cổ xưa lần đầu mình có nên mình cũng hơi kiểu bỡ ngỡ á. Rồi ra test phép để một xíu còn đi khám phá nào. Trời mưa nữa chứ. Không biết phép cổ xưa nó là phép nào ta. Để mình kiếm coi. Hình như phép cổ xưa là phép này nè. Ui, cái phép cổ xưa khi mà mình dẫn sức làm phép á, nó sẽ có những cái hiệu ứng xung quanh người mình kìa. Có những cái hạt chấm 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 nhỏ nhỏ kìa. Nè. Và cái phép mới này có tên là Arcane Beam. Cái phép Arcane Beam này nó sẽ bắn ra một cái chùm tia có cái lượng phép thuật cao ha. Ui, ghê thiệt sự ấy. Dẫn sức hơi lâu một xíu nhưng mà bắn ra nè. Nhìn có vẻ mạnh lắm ấy. Tiếc là đêm trăng máu đã qua rồi. Phải mình học trước cái đêm trăng máu. Thì bây giờ mình đã tấn công trên mấy con quái để cho nó biết mùi sức mạnh của phép thuật cổ xưa ha. Đã thiệt, một phép tấn công. Tốt. Rồi phép thứ hai là Quicksand. Cái gì đây? Cái phép thứ hai tên là gì đây? Quicksand Ring. Nhẫn cát gì này?
Ui, phép lạ. Bữa nay học toàn phép lạ không à? Quá sát tuyệt vời luôn. Còn sách phép thứ ba thì sao? Ồ, phép thứ ba thì chưa biết công dụng nha. Mình dùng chưa được. Mình chỉ giơ tay thôi. chưa có dẫn sức làm phép được. Ồ vậy. Oh no. Phép cuối cùng. Ý. Ồ, phép cuối cùng hay này. À, phép cuối cùng là mình sẽ tạo ra một cái tường băng. Hay nha. Trời. Tạo ra tường băng cái này có vẻ là nó khá là cứng luôn á. Mình đánh vô nghe keng 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 luôn. Đã nha. Rồi mình sẽ coi cái quyển Quicksand. Cuốn sách Quicksand riêng này có công dụng là gì. Nó cấp advanced lắm ấy. Kiểu như là nó sẽ biến cái vùng đất xung quanh mình trở thành cái các lúng ha. Ồ, vậy là phép này thiên về phòng thủ rồi. Ví dụ mà con nào áp sát thì mình sẽ cho nó bị cát lúng xuống ha. Kiểu vậy. Ok, vậy là nãy giờ mình test được 1, 2, 3, mới 3 phép mà. Còn cái quyển kia công dụng là gì ta? Mình test chưa được, nó kiểu nó bị giơ tay lên ấy. Để mình lấy cái cuốn đó ra mình coi thử coi công dụng nó là gì, tò mò quá. Ồ, nó có tên là Pyro Kinesis. Giờ đã biết rồi nè. Dùng thử coi. Hay là phải dùng trên một cái con gì đó ta. Ui, ow. Ui, cái phép này kiểu như thiêu đốt ấy. Này, mình dùng lên anh người sắt cái là anh bị đốt liền này. Ui, ghê vậy. Phép này ghê nha. Đã, vậy là hôm nay học toàn là phép xịn thôi. Trong đó có một phép cổ xưa. Mình nghĩ cái phép cổ xưa này một xíu mình test nó sẽ rất là mạnh đấy. Còn giờ thì chúng ta sẽ coi trứng rồng. Đã áp xong rồi nè. Yeah, có thêm rồng nữa. Hôm nay tuyệt vời quá đi. Vừa học được phép mới đã nè, mà còn có thêm rồng nữa. Một công đôi chuyện luôn ha. Cất cái quyển sách này vô. Và lấy thêm ọp để một xíu mình cất rồng vào bên trong cho nó an toàn. Rồi xong phin. Giờ thì cho rồng 7 màu ra ngoài thôi. Ui trời mưa hả ta. Để trong này đi, kẻo mắc mưa á. Đây rồng 7 màu nè. Rồng 7 màu Rainbow. Búp. Ui, đẹp chứ kìa. Trời ơi, cực kỳ đã luôn á. Còn nhỏ nhưng mà đuôi vẫn là đuôi 7 màu nha. Đúng như tên luôn. Đuôi cầu vồng. Quá đã, còn có sừng dài nữa chứ. Em này sao trong tương lai chắc sẽ rất là đẹp á khi lớn ấy. Rồi, và tiếp theo là rồng xương á, rồng Bone Knapper. Bone Knapper. Chờ em ra. Nãy Bone Knapper và rồng 7 màu có cái kích thước nó na ná nhau á, xem nhau ấy. Được thiệt sự, hai em này thì đều dễ thương thôi. Nhưng mà tiếc là bây giờ mình chưa có farm đủ cái lượng thức ăn á. Để cho rồng ăn nên tạm thời cho vô ọp ở nha. Một xíu thì mình sẽ gán ngồi mình cày thêm thịt cái đó. Gần đủ rồi. 5 minutes later. Giờ thì làm nốt mấy phần ăn. Mong rằng là sẽ đủ 80 phần ăn ha. Cỡ 65 rồi nè. 73. Ồ, có vẻ đủ. Rồi ok, chuyến này là cho hai em rồng lớn luôn nha. Giờ đủ này. Rainbow Bone Knapper ra em ơi. Lớn nào. Trước mắt là 30 phần ăn đây. Này, ăn đi nha. Đầu tiên là Rainbow. Mùi này nôn nóng quá à. Kiểu em rồng này mình nghĩ cởi đi khám phá là hết sảy luôn ấy. Rồi, ăn đi. Nè, đổi hình dạng nè. Sừng dài hơn, bồm nhiều lông hơn và cái phần gai nó cũng nhọn hơn rồi kìa. Nhưng mà vẫn được giữ được vẻ đẹp lúc còn nhỏ ha. Em này khi lớn cũng không có thay đổi nhiều lắm này. Rồi, giờ thì cho ăn cho đủ 40 cấp trước cái đã. Xong nha, cấp 40 rồi. Cởi được chưa? Đấy, trời ơi, quá đã luôn. Cái gồng này nổi bật chắc nhất là phần đuôi thôi à. Đuôi rất là đẹp á. Vậy là lại có thêm một em rồng đẹp trong đội hình rồi. Giờ thì vô trong trước đây.
Rồi tới bon gà nắp bơ nè. Mình cho ăn đều ha, chứ không thôi một em cấp cao, em cấp thấp thì cũng không được. Còn nhỏ thì cái cánh rất là bé ha, nhìn buồn cười thiệt á. Nhưng mà hy vọng lớn lên một xíu thì cánh sẽ to hơn. Đây. Đấy, lên cấp 25 là cánh to hơn nè. Sừng cũng dài hơn nữa. Được đấy. Nhìn cũng ngầu đấy. Rồi. Giờ thì cấp 31 rồi, cho ăn thêm một ít nữa là được. Lên cấp 40 đây. Đấy. Và mấy em rồng này thì mình thấy lượng máu cũng không có quá là nhiều ha. Tại vì mới cấp 40 thôi, nên máu chỉ đâu đó cỡ 26, 27 ha. Mấy em nào trâu trâu thì được 30, 30 mấy ha. Cũng rất là ít đó, nên mình đi khám phá thì cũng phải cẩn thận. Kẻo mấy em rồng này mà bị ăn hiếp là dễ bị đánh gục lắm. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại thiên đàng ha. Hôm qua thì dẫn rồng gai các thứ ở trên đó thì bay nó hơi mệt một xíu. Rồng gai hơi ú á, bay rất là ị ịt luôn. Lần này thì mình đã có thêm hai em rồng mới thon thả hơn, hy vọng là cưỡi dẫn đi khám phá nó sẽ tiện lợi và nhanh hơn ha. Và mong rằng mình sẽ gặp thêm công trình nữa chứ. Nay cưỡi rồng bảy màu không thấy con nào dám ca khịa ta. Thử ca khịa coi. Rồi đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Rồng rainbow hơi bị nóng ấy. Ngay trên đầu mình có công trình luôn này. Tìm ra rồi. Đây chính là công trình tiếp theo ở thế giới thiên đàng á. Cái này được gọi là cái ngôi đền của mấy cái nữ Valkyrie. Để mình lên trên đó đi vô trong luôn ha. Hên, đổi rồng một phát, nhân phẩm lên liền. Rồi, đáp xuống em ơi. Cẩn thận nha, không thôi rớt dưới giống gồng gai hôm qua là Sukana luôn á. Đáp xuống. Rồi, đáp thành công rồi. Ngủ đi. Ê! Rồi luôn. Rồng rainbow tự quỷ rồi, đi xuống thế giới thường rồi. Bó tay thiệt. Ui, chưa gì đã gặp quái à. Quái giặt rương hả? Ui, hai quái giặt rương luôn. Để mình test phép mới coi. Arcane Beam, tấn công thử. Cái phép này đốt, nó cực kỳ mạnh luôn ấy. Nó bắn ra cái chùm tia này cực kỳ mạnh luôn. Cái quần. Ok. Và bây giờ mình đã có cái để bắn mấy cái phi tiêu rồi nè. Hy vọng một xíu chúng ta sẽ loot được phi tiêu ha. Ủa dạ. Giờ thì để mình đánh bại mấy cái con này nhanh nhanh cái đã. Rồi còn đi chỗ khác nữa. Ui, đây rồi, những nữ Valkyrie xuất hiện rồi. Ok. Vậy là bây giờ mình cần phải chiến đấu với mấy nữ Valkyrie rồi. Căng vậy. Nhưng mà mình không dùng phép thuật lên được. Mình không có vũ khí cận chiến. Chắc mình phải dùng tay không thôi. Tay không mình vẫn có thể lấy được những cái medal ha. Victory medal nè. Được, mình sẽ dùng tay không ha. Tại vì quánh nhau với nữ Valkyrie mà, chấp luôn. Dùng tay không luôn. Đây. Valkyrie thứ 9 nè. Xong phim. Người cuối cùng xuất hiện đi, cho tôi cái Victory medal cuối cùng nào. Một tầng thôi mà mình gặp được quá trời luôn. Hên ghê á. Đây, có luôn. Trời bom lửa nè. Ui, kháng lửa ha. Ui, hên quá, nhưng mà mình vẫn chiến thắng được. Rồi, giờ thì tìm căn phòng của nữ hoàng Valkyrie thôi. Không biết phòng đó nằm ở đâu ta. Mình đi xuống tầng trệt. Đây rồi, mình đã tìm ra rồi. Chính xác là con đường này. Vứt nhầm cái đồ thỏi phi tiêu. Mình sẽ cà khịa nữ hoàng Valkyrie trước. Nhưng mà muốn cà khịa được thì mình phải đưa cho nữ hoàng cái Victory Medal này nè. Đấy. Bây giờ thì mình muốn chiến đấu với nữ hoàng ha. Vô. Và trận chiến sẽ bắt đầu ngay thôi. Ủa sao mình bị mất máu rồi. Mình thử tấn công quá. Tấn công nữ hoàng Valkyrie được chứ? Ui, chưa được. Hay là phải cận chiến ta? Ui, vậy là mình phải quýnh một cái mới tấn công được. Mình sẽ dùng phép thuật cổ xưa ha. Hoặc là dùng phép quyết san này thử coi.
Rồi cát lúng nè. Ủa? Kìa. Ôi, nữ hoàng Valkyrie có tuyệt chiêu dịch chuyển. Lúng rồi kìa. Ui. Nhưng mà không được rồi, không hiệu quả rồi. Đặt tường băng á. Sao mà đỡ được. Đó, tường băng có thể chặn được nữ hoàng Valkyrie ha. Ui, Valkyrie hút mình vô. Chắc phải chiến đấu nhanh thôi. Có một số phép thì sẽ không có dùng được lên trên nữ hoàng Valkyrie á. Nên mình sẽ thử lần lượt từng cái phép đó. Ui, phép triệu hồi zombie cũng không ăn thua luôn. Không ổn rồi. Ui da, hồi phục lại cái đó. Hồi phục lại cái. Hồi nãy giờ mình test đủ phép rồi, chưa có phép nào ăn thua lên nữ hoàng Valkyrie hết á. Ờ, giờ tới phép đốt cháy thử nha. Đốt cháy nữ hoàng thử coi. Ồ, phép đốt cháy được nè. Mình sẽ đốt nữ hoàng Valkyrie. Đốt cháy nè. Thiêu đốt nữ hoàng luôn. Nhưng mà có vẻ vẫn không thốn máu cho lắm. Bắn băng thì cũng không ăn thua luôn. Ui, đúng là nữ hoàng Valkyrie. Quá là mạnh luôn. Không rồi, mình phải dùng phép thuật cổ xưa thôi. Phép thuật cổ xưa. Phép thuật cổ xưa cũng không có thốn máu luôn kìa. Trời đất. Ui, bây giờ mới thốn nè. Này thì nữ hoàng á, mình sẽ chơi khô máu với nữ hoàng luôn. Ui, nhưng mà nữ hoàng dồn mình vô góc quýnh đầu á. Điều khiển tâm trí nữ hoàng. Không ăn thua luôn. Không ổn rồi. Phép thuật cổ xưa. Đây rồi. Ui da, ai da, nữ hoàng quýnh đau quá. Hồi phục lại. Hồi nãy giờ mình toàn chạy không á. Mình không chạy là chết chắc luôn. Một hồi mà hết mana là xong phim mình luôn á. Cái đòn chùm tia cổ xưa này á, mình dùng thì lâu lâu mới gây sát thương thôi, chứ không phải lúc nào cũng gây được sát thương á. Xong rồi. Hồi máu lại. Hơn là mình còn giữ lại cái phép hồi máu này, không là nãy giờ đi đứt rồi đó. Và toàn bộ số phép thuật mình mang theo chỉ có đúng cái phép thiêu đốt với cái phép chùm tia cổ xưa này là tấn công được nữ hoàng Valkyrie thôi. Cố lên. Tăng cơ luôn, làm liều một pha. Ê, phải hồi máu lại. Hồi máu lại. Ui. Đoạn quyết định. Yes. Ui, cuối cùng cũng đánh bại được nữ hoàng Valkyrie rồi. Trời đất ơi. Nè, có được chìa khóa của nữ hoàng rồi nè. Đúng mạnh luôn á trời. Mình không ngờ là nữ hoàng lại mạnh đến như vậy đấy. Toàn bộ số phép thuật mình mang theo gần như là bị vô hiệu luôn, trừ một vài phép à. Hên thiệt sự. Giờ thì chúng ta sẽ mở cái rương này ha. Trời ơi, nó cho mình cái gì. Wow, chưa gì là mình thấy một cái áo choàng nè. Một cái ổn. Ổn Neptune. Ủa, Neptune nghe giống dầu ăn vậy ta. À mà chắc không phải đâu. Hai cái găng tay luôn, giống nhau. Và một cái găng tay Valkyrie. Trong đây thì chắc mình sẽ đeo găng tay của Valkyrie đi nha. Đấy, mới đánh nữ hoàng Valkyrie mà. Đeo áo choàng. Ô, đeo áo choàng này vô mình tàn hình luôn. Oh my god. Áo choàng tàn hình. Trời ơi, invisibility. Áo choàng. Ghê. Bảo sao đeo vô mình thấy không thấy cái tay mình luôn nè. Cầm gậy thì thấy, còn không cầm gậy là không thấy gì luôn. Wow. Không biết mấy con quái nó có thấy mình không ta. Cưỡi rồng nhưng mà mình hoàn toàn không thấy trên lưng rồng nha. Này, cái này giống như là mình hóa thân thành rồng luôn rồi á. Nè. Wow. Cái áo tròn này đỉnh thề. Nhưng mà vẫn có một cái nhược điểm là quái vật nó vẫn biết mình và nó tấn công mình được nha, chứ không phải là nó không biết đâu. Hồi nãy mình bay ngang khúc kia bị con kia sét đánh cái rầm luôn á. Ồ, cái này thì mình chỉ thấy mình tàn hình thôi, chứ con khác nó vẫn thấy nha. Nhưng mà nói chung nhìn cũng rất là ảo ha. Đấy, mấy em rồng nào đẹp đẹp leo lên lưng phát cưỡi nhìn là ghiền liền. Đánh nhau với nữ hoàng Valkyrie xong rồi,
Ui, đâu ra con này ở đây vậy? What the hell? Cho người vô cắt lúc nè. Người đã bị vô. Chết người rồi. Sập bẫy rồi cưng. Xác định người rồi. Không có cứu đâu. Liêu liêu. Rồi giờ sao lên? Nhưng mà cắt lúng này nó chỉ có 2 ô thôi á. Ủa có 1 ô rưỡi hay sao à? Phải thiệt là sâu kìa. Cho con này ha, nó nằm trong đó luôn. Hên cho người đó. Nhưng mà chưa chắc đâu. Giờ ta sẽ đặt thêm cái tường băng nữa. Người mà sao bắn được ta? Ui, cái phép này kiểu nó liên quan nhau ghê ha. Ui hết rồi. Ui nó hết cắt lúng rồi. Ui no, mình phải kết liễu con này thôi. Không cho nó hoành hành ở đây được. Không biết cái phép này có bắn xuyên tường được không ta? Không bắn xuyên tường được. Nhưng mà bắn trực diện thì con này sẽ banh sát thôi. Ghê thiệt đó. Không biết sao nó chui qua đây được nữa. Nó rình mò mình. Rồi giờ thì mình sẽ đi tới cái công trình tiếp theo thôi ha. Hiện tại thì mình đã đánh được khá là nhiều boss rồi. Hình như bây giờ thì mình có thể đánh được tới boss kiểu như là Urgat rồi đó. Đúng. Mình có thể tìm boss Urgat và xử lý nó thôi. Bây giờ thì mình chỉ cần đi thẳng thôi. Đi thẳng một xíu là chúng ta sẽ tới cái chỗ tòa tháp của cái con Urgat rồi ha. Lần này mình sẽ chiến đấu với Urgat đây. Hơi căng. Rồi, gần tới rồi nè. Cái chỗ lâu đài của nó thì nó sẽ bị đốt cháy cái cánh rừng ở phía dưới luôn ấy. Rất là ghê ha. Giờ thì cửa rồng và bay thẳng lên trên thôi. Hơi cao đấy. Không có rồng chắc mình sẽ rất là khó khăn đây. May quá, lúc nào mình cũng có mấy em rồng hỗ trợ trong cái việc bay lượn, di chuyển đến những cái nơi địa hình cao như này ha. Rất là đã luôn. Cố lên rồng ấy. Trời ơi, nó xây sao mà được cái tòa tháp cao dữ không biết nữa. Đi lên thôi mà mình còn thấy mệt đó. Tới chưa? Ui, có mấy con gách con. Oh no. Nó cản trở mình. Gách con nè. Tấn công đi rồng. Gát con hả? Đốt nó luôn. Gát con. Ui nó tấn công trúng rồng mình rồi. Láo tét. Nghĩ sao dám đánh rồng yêu của tôi. Dám đánh rồng yêu của tôi hả? Này thì đánh rồng nè. Tấn công nó. Phun lửa nó luôn. Đánh không trúng thì phun lửa nó. Này thì gát nè. Ui. Ghê quá, nó quýnh hồi đầu. Chạy. Đánh được một con rồi. Nó đông quá, nó số lượng nó đông quá. Mình cũng đang bận cái việc đi lên trên đó. Nên thôi, không dây dưa với nó làm gì. Bay lên chỗ con Urgat quýnh nó luôn. Quýnh đại ca của nó còn hơn á. Rồi, tới chỗ lòng spawn của con Urgat rồi nè. Rồi, rồng Rambo vô trong đi. Để không thôi một hồi đi vô với xe đổ của Bon Knapper nữa đấy. Vô trong đi. Bay lại đây. Rồi. Bắt rồng mình lại rồi. Giờ thì chiến được rồi đó. Không có sợ nữa đâu. Xuất hiện đi con Urgat kia. Này thì Urgat hả? Phép thuật cổ đại. Này thì Urgat nè. Ui, nhưng mà né ra nước mưa. Nước mưa chỗ mà con Urgat nó nhiễu xuống á. Nó sẽ bào mòn giáp của mình rất là nhiều. Nguy hiểm lắm. Mình coi mình sẽ dùng cái phép nào để đánh nó đây. Mình nghĩ cái phép Fort Arrow là hợp lý nhất nè. Tấn công tầm xa ha. Ui dạ. Ui nhưng mà mình vô tình mình chặn cái đòn đánh của mình rồi. No. Fort Arrow. Đây rồi. Fort Arrow hiệu quả ha. Chắc bây giờ phải đổi chiến thuật rồi. Mình sẽ nhờ rồng mi. Tại vì rồng mi là em rồng duy nhất của mình. Kiểu như có đủ đồ trâu để chiến đấu giáp lá cà thôi. Ra đi mi. Hôm nay anh cần em. Chiến đấu một trận chiến cuối cùng với con này thôi. Này thì Urgat hả? Urgat nè. Urgat hả? Ui rồng mà tấn công không ăn thua nó luôn nè. Nó quá là trâu luôn á. Rồng mà đánh nó một lần có được một tẹo á. Ui. Mình bắn thẳng vô mặt của nó thì hơi mất nhiều máu nha. À, biết mấu chốt rồi.
mình phải cửa rồng và bắn thẳng vô mặt nó thì mới kéo được nhiều máu của nó. Cố lên, mình không muốn là lúc mà gần giết nó lại hồi phục đầy máu đâu. Như vậy là rất là khó chịu đấy. Mình gần làm được rồi. Cơ hội. Yes, thành công rồi. Mình đã đánh bại được Urgas rồi. Ui. Có cái phép cổ xưa nhưng mà đánh với con Gas này thì không dùng được ha. Khá là đáng tiếc luôn á. Nhưng mà không sao, vẫn đánh bại được nó. Và nó sẽ cho mình một cái trophy, những cái lọ nước mắt. Ok. Bữa nay nói chung thì chủ yếu mình may mắn trong cái việc học phép nữa. Tại vì mình học được một cái phép cổ xưa cực kỳ mạnh. Đó chính là bắn ra chùm tia phép thuật này ha. Tuy hơi tốn mana nhưng mà sát thương của nó rất là cao. Và một cái phép cho phép mình tạo ra các lúng xung quanh để bảo vệ mình nè. Cũng rất là tốt. Ngoài ra thì còn có tường băng các thứ nữa. Đây toàn là những phép hay hay không à. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng up thành công trứng rồng Bone Crusher và trứng rồng cầu vòng. Trong tương lai hai em này sẽ là trợ thủ đắc lực của mình đó nha, cùng với những em rồng khác nữa. Tiếc là hôm nay chúng ta không có tìm thêm được trứng rồng mới thôi. Nhưng mà không sao, chuyến khám phá sau mình sẽ cố gắng hơn để chúng ta tìm ra những em rồng mới mẻ hơn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp. Bye bye.